À ý em là thế á. Chơi mới đi. À đây à. Ơi giời ơi. Ai giời ơi, vậy là đến lúc đoạn Sayuri chuẩn bị treo cổ nó lại thế á. Để tua nhanh cái. Ơ nó không cho tua nhanh à. Nhưng mà chờ đã, tại sao mình phải chơi Good End nhỉ? Cũng không rõ nữa, chơi Good End để làm gì. Ông lần này là chuẩn bị Bad End đó, là sao? À đây 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 đây. Đợi tí để tí để tí để tí đi. Đợi tí để tí để tí, tôi cho các bạn xem một cái đặc biệt này. Ảnh cái lớp này cần treo một cái ảnh. Đây. Thôi thôi bỏ đi. Tức là anh đang chơi nè. Thôi. Xin phép. À Henry. Đâu có thể từ đây. Ồ oh. Là bộ văn học à. Tôi là Yuri. Lần này Monica quyết định không can thiệp để Sayuri làm chủ tịch nhưng... Xin lỗi Yasuri. Nghĩa là lần này không có Monica rồi bởi vì Monica là anh hình như anh xóa sổ nó rồi mà. Monica là xóa sổ còn đâu. Thì cậu đúng thế đấy. Phòng bộ văn học. Không thể nào, không thể nào. Mẹ nó, nhưng mà Bad End thì nó vẫn là Bad End như thế à. Thế bây giờ chúng mày có vào voice không thì bảo. Bây giờ là mình anh cha đây để em vào chờ tí nhá. Hello. Đây đây. Tính ra rằng là mà ôi. Vậy là chơi thêm một cái nữa cũng chỉ tiến trình mình tới Đức Phù chứ. Nhưng mà Monica bị xóa sổ rồi thì sao lại còn cái end gì chứ? Thì được anh cứ chơi hết bad end này đã. Yeah, bad end vẫn là con Sayuri treo cổ hả? Không, con Sayuri không treo cổ mà cả bốn đứa ngỏm hết, không ai sống. Đéo gì cơ, chả phải lần trước rằng là cả bốn đứa đều ngỏm sao? Lần này vẫn là bốn đứa đều ngỏm, mỗi tội là cái thằng gây cái sự việc này nó khác ấy. Mà không phải Monica mà một đứa khác mà anh sẽ không ngờ tới. Thế à? Cái game này là phải chơi bao nhiêu lần nữa mới phá đảo? Ừ, phải 3 lần, mỗi lần là theo một đứa để mở ba cái scene đặc biệt. Nghĩa là sao? Thì gồm ba đứa sẽ có ba cái cảnh làm việc như là bôi kem rồi là cả ông được gì đấy thì có ba cái cảnh đặc biệt đấy. Thế lần này là anh phải làm gì? Anh cứ chơi hết đã xong xong chơi lại từ đầu, chơi hết phần này á. Yeah, phải chơi sao nó phá đảo hết chỗ này đâu đúng không? À. Okay. Game không biết cái game visual novel kiểu gì bắt mình chơi đi chơi lại. Game làm bằng Genpai như nhiều game khác mà. Gì? Game này làm bằng Genpai giống nhiều game visual novel khác mà nó cốt kinh hơn, cốt
Yep, mấy ông là code của game này chắc phải ghê lắm đấy mà khiến cho Natsuki, mới khiến cho Monica có khả năng tự can thiệp vào code như thế. Đâu, game này có một người code mà. Một ông mình, như một mình ông này tự code game sao? Ừ rồi, ông này tự code game mà, đéo hiểu sao ông ấy có thể tự chơi cái trò tự động xóa file luôn à. Yep, ghê thật. Đéo hiểu sao ông ấy code được cả đến cái đoạn là con Monica nó biết luôn cả mình đang livestream. Ải vãi. Và dòng code gần khi một cái dòng code nó đi tách thế một số cái tẹp đấy đang chạy nó cái hoạt rồi. Thì anh biết rằng là nó cũng có một cái số dòng code nó sẽ đi tách một số tẹp mà thì thường là một số cái game SE, một cái số game mà nó đặt cái dấu là .SE nó sẽ thường sẽ có một cái file gì đó nó sẽ track các cái tẹp đang chạy ấy để nó biết được tên người gì nhỉ, tên người chủ của cái PC này này. Anh không biết rằng là nó có quét hết cả ổ không ấy. Không, chỉ cần nó thấy dù cái tên username không nghĩa user account của anh. Yeah. Mẹ nó, nhưng mà tính ra ông code game lại bắt mình là phải xóa chính Monica ra khỏi tệp character. Như mà một cái... Con này... Ê? Con này từ trước giờ nó vẫn cái gọi là cho cái kinh dị, indie. Indie kinh dị, chất lượng vậy. Indie kinh dị chất lượng nhất mà anh thấy. Indie hay không mà nó cốt indie có biết nên gọi indie không? Ờ. Thực ra thì nhìn nó có thể giống như game indie mà. Sao sao thích. Có lẽ thế cảm nhận bầu không khí phần nặng nề Saji nhỉ. Ê, chào Nga Nguyễn nhá. Câu lạc bộ văn học phải như vậy chứ. Ồ, tớ không phản đối. Tưởng lúc nào nó chuyện gì. Sayori lần này là hội trưởng à? Vâng, chủ tịch hội trưởng. Nhưng mà anh cũng không biết rằng là Sayori làm hội trưởng có bị làm sao không. Hình như là hình như con này là bị trầm cảm ấy. Ô, không trầm cảm đâu anh ạ. Mà nó... hình như là lần Monica. Trước hình như là do Monica can thiệp vào ấy. Và bất báo này... chủ Hello, anh chào BTD nhá. Ấy chết nhỉ. Yuri nhắm nghĩ có vẻ lỗi lỗi rồi. Natsu thì tôn trọng sở thích cậu. Anh thì từ nãy giờ thấy game bình thường đúng không? Ờ. Về đây là lần thứ hình như anh phải nói rằng là lần thứ mấy anh chơi lại rồi nhỉ? Lần thứ 3. Đó. Ok. Lên nữa rồi sẽ ghé nhà sách. Nhưng một mình à? À. Có đi cùng tớ không? Ờ, có tiền gì chứ. Chuyện đó. Tức là mình nên tớ cũng thế. Anh người dễ thương trước kìa, im là Sayori, tôi biết chỗ này nhiều manga lắm, đến đó chọn nhé. Được thôi, nhờ cậu cả đấy. Ê, được rồi. Thì đoạn này có vẻ như là bình thường nhỉ? Thì chuyện nào Sayori mới thân thiện hết mà. Anh chuẩn bị bình thường này. Đi. Anh chuẩn bị bình thường này, em đọc cái phần text để chuẩn bị bình thường. À, lúc nghe cậu đi kể thành là câu lạc mời tớ bất ngờ lắm, cậu làm rất tốt đấy, chứ gì? Cùng tớ sẽ được câu lạc bộ tuyệt vời nhất nhé, ok. Giờ có thêm cậu rồi, ngày nào cũng vui lắm cho mà xem nè Henry. Cảm ơn cậu vô cùng luôn. Tớ thực sự vui khi cậu gia nhập câu lạc bộ. Bắt đầu. Sự thật là tớ biết đã biết trước tất cả rồi hả? Ê, còn chuyện này nữa. Cảm ơn cậu đã giúp xóa sổ Monica hả? Đấy. Thịt vậy, what? Giờ nó lại không bình thường ạ. Đúng rồi đấy. Mình biết mọi chuyện mà cô ta đã làm. Có lẽ tại do bây giờ mình đang làm hội trưởng nên mình biết được hết mọi thứ rồi, Henry à. Ê, mình biết cậu muốn mọi người được hạnh phúc. Mình cũng biết những chuyện kinh khủng Monica đã làm khiến cho mọi người phải buồn. Nhưng giờ ác mộng qua rồi. Giờ chỉ còn chúng ta thôi, quá. Được cậu, mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Mình mong chờ được ở bên cạnh cậu. Mãi mãi. Nghe kinh thế, bắt đầu kinh rồi này. Đúng rồi đấy, Makino. Mãi mãi và mãi mãi. Mờ. Mã. Ý mã mãi tôi không cho phép cô. Ok nhé. À. Bay xe đi bay rồi. Thế gì đang thế nè, không được đối xử với cậu ấy như vậy nữa. Ok. Thế nào? Đau quá. À, mình xin lỗi, mình sai rồi hả? Chả có hạnh phúc là tồn tại thế giới giả tạo này. Cái gì? Vĩnh biệt Sayori, hả? Vĩnh biệt Henry, hả? Vĩnh biệt câu lạc bộ văn học, hả?
Cái gì đấy? Quên là gì? Oh no. Sao game này đến cuối cùng nó vẫn thì mẹ ra nó có một đoạn này nữa thà. Thế mà anh tưởng là xóa sổ Monica là kết thúc rồi. Game này nó đơn giản đấy. Đơn giản thế, nó không gây ấn tượng. Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano. À, tôi đang tập đàn. Gì đó? Not really any good at it yet. Không phải cái gì nữa cả. Anh đang nghe Monica nói. And I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. Oh yeah, vậy mày có gì cho tao nào, Monica? Cho tao nghe cái bài piano của mày đi. Cái gì đấy? À dạ, đây là cái bài piano của Monica mà. Và đương nhiên nó can thiệp vào code rồi. Đấy, đấy, anh nghe bài hát này đó. Em... Điệt mẹ, ai lồng tiền cho Monica mà nghe kêu về hay thế. Mọi người cứ đọc cái chữ trên màn hình nhá. Tôi tập trung nghe nhạc. Bị xóa sổ rồi. Monica bị xóa sổ rồi. Bất đoạn này có gì kinh dị đâu. Tưởng thiết kế game Dan Savoro. Ồ. Không tin được. Ơ. Vãi lên, nó tự xóa, xóa ảnh á. Chết, nó tự xóa ảnh kìa. Ít mẹ ông nào cốt cũng phải ghê đấy. Ít mẹ. Nó tự xóa ảnh thôi. Anh chờ nhá, xem là nó tự xóa ảnh thế nào đó. Xem là đoạn về sau địt mẹ nó càng ngày càng tự xóa ảnh này. Đó, xóa này. Lại thêm ảnh nữa xóa này. Đấy. Lại một ảnh nữa chuẩn bị xóa này. Nhà nhạc hay lắm nhưng mà cái việc xóa ảnh này thì kinh quá. Mẹ lại xóa ảnh nữa. Ôi giời, lại xóa ảnh nữa. Ơ what, tại sao lại có Monica? Thật ra nó có một đoạn như thế này nữa mà tôi đã bỏ lỡ à. Lại xóa ảnh rồi. Ơ Monica nè. Trân trọng cảm ơn Monica và Henry. Và ảnh Monica bị xóa luôn. Nó còn cốt thêm cái gì nữa đây. Cái gì đấy? Cái kết lại bị xíu. Nó chỉ là một cái đoạn kết thôi mà. Đây là lời từ biệt của mình gửi đến câu lạc bộ văn học. Mình cuối cùng cũng đã nhận ra rằng hạnh phúc là điều không thể tồn tại câu lạc bộ văn học. Đến tận phút cuối, nơi đây vẫn bắt những tâm hồn trong sáng phải đối diện một thực tại đáng sợ. Một sự thật mà thế giới chúng mình không được quyền nhận ra. Mình không thể để bất kỳ người bạn nào mình phải cảm giác đau đớn tôi cũng khi nhận ra điều đó được. Mình muốn cảm ơn cậu với tất cả quãng thời gian vừa qua. Cảm ơn cậu vì đã biến những giấc mơ của mình thành hiện thực. Và vì đã làm bạn tốt với tất cả các thành viên. Thế nên cảm ơn cậu đã trở thành một phần quan trọng trong câu lạc bộ văn học của mình. Mãi yêu Monica.